Thưa quý vị các bạn, thời gian gần đây tại đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh luôn đông đúc vào mỗi buổi tối, đặc biệt là dịp cuối tuần. Các bữa tiệc vỉa hè thịnh soạn kết hợp với không gian ngoài trời đêm thoáng mát, nơi đây đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân thành phố. Nhiều người nói rằng giới trẻ Sài Thành đang tự xây dựng nên cho mình một phong cách vui chơi giải trí và thư giãn rất riêng và cũng rất thú vị. Không gian rộng lớn, bình yên, tránh xa những ồn ào náo nhiệt. Với cảnh quan đẹp, môi trường trong lành, bạn bè cùng nhau tụ họp, với đồ ăn thức uống đủ đầy. Tất cả đã sẵn sàng cho một buổi vui chơi giải trí mới, picnic đêm vỉa hè. Được ngồi ở ngoài trời, không khí nó rất là thoáng mát. Thay vì là bây giờ mình vào một cái nhà hàng hoặc là một cái khách sạn nào đấy, thì không khí nó u tối với lại nhiều khi không nói chuyện với nhau thoải mái được. Ai rảnh thì phụ nhau làm, chi phí thì cũng không đắt đỏ, nhưng mà nói chung là tại vì muốn đổi gió, có một cái không khí khác hơn so với khi mình ngồi trong quán. Sau những giờ làm việc mà mệt nhọc ở thành phố rồi ăn nhậu này kia, muốn một cái khoảng không gian chung ở ngoài, nó tự do, nó vừa rẻ với lại gắn kết được mọi người, nó thoải mái hơn. Hát cho nhau nghe, cùng nhau chuẩn bị đồ ăn thức uống, chuyện trò vui vẻ như để xua tan đi những mệt mỏi sau một ngày làm việc học tập, hay đơn giản chỉ để làm những gì mình thích. Những cuộc gặp gỡ lớn nhỏ như thế này cứ thế ngày càng nhiều lên, thu hút được sự chú ý của không ít người, đặc biệt là các bạn trẻ. Rộng rãi thoáng mát á, với lại là tập trung rồi nói chuyện rồi tâm sự rồi này nọ nữa, hát hò. Mà sinh viên mà ở ngoài đường rồi mát mẻ rồi giá cả nó cũng rẻ, nó hợp lý nữa. Cho nên là bọn em thường ra đây, rất là thích. Vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ rộng thênh, giờ đây trở thành một địa điểm lý tưởng cho những buổi picnic đêm Sài Gòn. Để có một cuộc picnic như thế này, thường chỉ tốn từ vài trăm cho tới 1 triệu đồng. Chia đều cho những thành viên thì quả là tiết kiệm. Vui, rẻ, an toàn. Picnic đêm vỉa hè đang ngày càng khiến người trong cuộc lẫn người đi đường cảm thấy phấn khích. Tuy nhiên cũng không tránh được những tàn tích. Tôi ăn xong thì sẽ dọn dẹp sạch sẽ lại, trả lại cái môi trường cho mọi người, có thể những nhóm sau họ sẽ tới. Cho nên là đây là một cái hình thức văn hóa mà có thể là những người trẻ họ sẽ ủng hộ rất là nhiều. Do ý thức mỗi người thôi, như cái nhóm mình ở đây thì từ khâu tổ chức đến sau khi mình gọi là chơi tổ chức xong ấy, thì cũng dọn dẹp rất là sạch sẽ. Dù tại vỉa hè luôn được trang bị thùng rác sẵn sàng, tuy nhiên không phải nhóm bạn nào cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Một mô hình thưởng ngoạn mới picnic vỉa hè là thú vị, nhưng ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường vẫn phải đặt lên hàng đầu, bởi đó mới chính là một phong cách vui chơi đích thực, một phong cách sống văn minh.